được một người mẹ ma chăm sóc mình. Sau khi trưởng thành còn trở thành cảnh sát giữa hai giới âm dương, trừng phạt cái ác, phát dương cái thiện. Nam chính A Hào trong bộ phim này trời sinh đã có cặp mắt âm dương, có thể nhìn thấy hồn ma của những người đã qua đời. Vào năm cậu 7 tuổi, lúc cha cậu qua đời đã tổ chức một buổi âm hôn. Từ đó trong nhà A Hào có thêm một người chỉ có cậu nhìn thấy được. Người mẹ ma mỗi ngày đều chơi cùng cậu, đi theo chăm sóc cậu không rời một bước, còn cùng chơi đùa và đưa đón cậu đến trường hàng ngày. Nên từ nhỏ A Hào chưa bao giờ sợ gặp ma. Thầy tướng số nói A Hào có số mệnh phục thị thần, sau khi lớn lên chắc chắn sẽ thành âm dương sư. Sau này A Hào rời khỏi hòn đảo Liêm thành phố sinh sống. A Hào chính nghĩ nhanh chóng trở thành một cảnh sát, nhưng những lúc chấp hành nhiệm vụ, cậu thường xuyên bắn vào không khí, còn giúp đỡ bà lão đã chết qua đường. Điều này làm đồng nghiệp lão Vương của cậu rất buồn rầu. Tối hôm đó A Hào gặp được một chiếc xe vượt tốc độ, cậu phát hiện đèn sau xe không sáng. Ngay giây sau, tên tài xế đã cướp súng của lão Vương báo thù. Ngay lúc này một cô gái toàn thân màu xám xuất hiện, hù dọa tên côn đồ. A Hào nhân cơ hội đánh bại gã. Trước khi hôn mê, cậu nhìn thấy hồn ma nữ đã cứu mình. Sau chuyện này, A Hào báo cho cấp trên về việc hồn ma nữ đã cứu mình, nhưng sao xếp cậu tin tưởng cho được. Ông xem cậu như thằng điên đuổi việc cậu ngay lập tức. Ngay lúc cậu đang buồn rầu, lão Trương tìm đến, mời A Hào gia nhập cục cảnh sát âm phủ, nói cho cậu biết chuyện cậu có đôi mắt âm dương. Hết sự lựa chọn, A Hào chỉ đành đi theo lão Trương. Lão Trương dẫn cậu ngồi thang máy. Một đường đi số 9 dưới ơi phải nói vô cùng thần kỳ, là nơi chuyên phụ trách các vụ án ở âm phủ. Gì mà quỷ treo cổ, quỷ chết oan, quỷ bị hãm hại đều sẽ đến đây báo án, nhờ cảnh sát âm phủ giúp đỡ. Đương nhiên ở đây họ cũng bắt rất nhiều cô hồn dã quỷ làm ác, nhưng con quỷ này chỉ có thể chờ hết hạn tù mới được đi đầu thai. Có một con ma cà rồng và một con thương thi đều bị nhốt ở đây. A Hào hỏi lão Trương làm sao mới có thể trở thành cảnh sát âm phủ. Ông đáp chỉ cần dùng trái tim làm việc là được. Lúc này A Hào gặp được đồng nghiệp lão Vương đã chết của mình. Anh cảm thấy rất có lỗi, người sẽ hoàn thành nguyện vọng chưa xong giúp lão Vương. Lão Vương lại nói mình làm việc đúng chức trách, chết không hối hận, trực tiếp bỏ đi đầu thai. Sư phụ của lão Trương là một cô gái kỳ lạ, nghe nói cô ta có thể nói chuyện với quỷ vương. Dù gỗ đào có thể trừ ma, còn có thể bảo vệ ma. Thắp nhang có thể trò chuyện giữa hai giới âm dương, và lại còn có vũ khí giết quỷ thần thánh, súng. Trong hoàn cảnh quen thuộc này, A Hào bắt đầu công việc của mình. Cô gái xinh đẹp này mỗi ngày đều nằm mơ, bị một đứa trẻ ma bám lấy. Vì vậy cô tìm tới phân khu số 9 nhờ giúp đỡ. A Hào cầm dù gỗ đào ra, mở dù ra một cái là đã thấy được cậu bé ma. Em trai có gì thì cứ từ từ nói. Lão Trương thắp nến nhang, bắt đầu nói chuyện với cậu bé. Hóa ra cậu bé từ nhỏ đã không có mẹ ở bên, nên sau khi qua đời vẫn luôn muốn tìm một người mẹ. Lão Trương hứa sẽ dẫn cậu bé đến phân khu số 9. Vì vậy cậu bé bị ông thu vào dù. Trên đường trở về nhà, A Hào lại gặp được cô quỷ đã cứu mình. Cậu dựa theo chỉ dẫn của lão Trương thắp nhang trò chuyện với cô ta. Di nguyện của cô là muốn gặp lại người nhà để báo bình an. Khi A Hào đến nhà cô mới hay, cha cô cũng đã chết, mà vẫn chưa biết mình đã chết. A Hào dẫn đường cho hai cha con gặp lại nhau, cũng xem như báo đáp ơn cứu mạng. Chẳng bao lâu cậu nhận ra cái chết của cô gái có ẩn khuất. Khi chết vừa mới đến bệnh viện, được sự giúp đỡ của con gái lão Trương, họ tìm đến cô gái ác độc. Cô ta cực kỳ lợi hại, vốn đã nên chết từ mấy trăm năm trước, vậy mà dựa vào yêu thuật mượn mùi trà quỷ, giúp bản thân có thể kéo dài tuổi thọ. Cô gái chính là bị bà ta hút chết. Chẳng bao lâu con gái lão Trương cũng bị bà ta nhìn trúng. Lão Trương cảm thấy không ổn, chạy về nhà nhưng đã quá muộn. Hóa ra bà ta muốn tay đàn em của mình báo thù, nên cố ý dẫn lão Trương đến. Hôm sau, khi thể lão Trương được khiêng ra ngoài, lão Trương đã chết. A Hào và sư thúc tổ tìm thế nào cũng không tìm được linh hồn lão Trương. Mặc kệ thế nào, cả hai vẫn nhất định phải cứu được con gái duy nhất của lão Trương về. A Hào đeo một cái máy trò chuyện nhỏ, theo tổ sư ra giết tới hang ổ của bà quỷ ác độc. Lúc này bà ta đang trao đổi với ma quỷ, nên phái ra rất nhiều thuộc hạ ngăn cản hai người lại. Tổ sư ra hiện ra chân thân, đám tiểu quỷ lập tức lên đường hết. A Hào dùng súng đánh bà quỷ, nhưng làm thế nào cũng không được. Lúc quan trọng, A Hào nhớ đến lão Trương từng nhắc đến đại thánh thủy. Sau khi A Hào khạc vào mặt bà ta lập tức biến về nguyên hình, biến thành một bà lão già mấy trăm tuổi. Lúc này lão Trương đã chết cuối cùng cũng xuất hiện, tự tay kết thúc bà ta tự báo thù cho mình. Sau khi báo thù xong, ông giao con gái cho A Hào. Tuy rằng ông có thể, nhưng con gái đã không thể nhìn thấy ông. Đến cuối phim, phân khu thứ chính tổ chức đám tang đầy thể diện cho lão Trương. Người đến truy điệu ngoại trừ con người, còn có rất nhiều hồn ma lão Trương từng giúp đỡ. Lão Trương nhìn thấy tang lễ của mình thấy không ổn cuộc đời này. Tổ sư gia cuối cũng biến hóa thêm lần nữa, trở thành hắc thiên sứ ở âm giới. Xem ra lần này cô sẽ còn mạnh hơn nữa. A Hào quay trở về hòn đảo quê hương. Ở đó cậu nhớ đến người mẹ ma từng chăm sóc mình tới lớn. Hóa ra mẹ ma vẫn chưa đi đầu thai, bà đang chờ đợi A Hào quay về thăm mình. Phải nói tình mẹ của mẹ ma quả thật rất vĩ đại.
đây là một phim kỳ ảo rất đặc biệt. Tuy rằng kể về chuyện ma quỷ, nhưng không hề đáng sợ chút nào. Ngược lại còn rất ấm áp. Đề cử mọi người đi xem phim Góc Thử.